Buổi lễ đặc biệt trong vườn hồng của Nhà Trắng, chú gà Tây này sẽ không có mặt trên bất cứ bàn tiệc lễ tạ ơn nào mà được đích thân Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân, con trai phóng sinh. Một hành động mang tính ban phước lành. Phóng sinh gà Tây trong dịp lễ tạ ơn là truyền thống suốt 70 năm qua của Nhà Trắng. Các bạn biết đấy, tôi rất tích cực trong việc xem xét lại hàng loạt các quyết định hành pháp của người tiền nhiệm. Nhưng tôi đã được Văn phòng Quản lý Nhà Trắng thông báo rằng việc phóng sinh cho các chú gà Tây là truyền thống không thể thay đổi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hai chú gà Tây có tên là Wishbone và Drumstick này được nuôi tại một trang trại ở bang Minnesota và được Hiệp hội Gà Tây Quốc gia tặng cho Nhà Trắng. Trước buổi lễ phóng sinh, hai chú gà Tây đặc biệt đã trải qua một chuyến đi cũng rất đặc biệt. Đã nghỉ ngơi tại một khách sạn 5 sao ngay tại trung tâm thủ đô Washington DC trước khi bước chân vào Nhà Trắng. Hai chú gà đã có một đêm rất tuyệt vời tại khách sạn chúng tôi. Tôi nghĩ khách sạn đã cung cấp dịch vụ phòng tuyệt hảo và cả việc chăm sóc buổi sáng nữa. À, các bạn cũng nghĩ như vậy có phải không? Thậm chí trước buổi lễ ân xá, Wishbone và Drumstick đã tham dự một buổi lễ họp báo của Nhà Trắng. Sau lễ phóng sinh, hai chú gà Tây đặc biệt Wishbone và Drumstick sẽ tới sinh sống tới cuối đời tại một khu nuôi dưỡng tại Đại học Kỹ thuật Virginia gần thủ đô Washington. Trường Sơn, phóng viên Đài Truyền Việt Nam, từ Nhà Trắng, Mỹ.